Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Cha đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như chúng Ta là một, Con ở trong chúng và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Chị em thân mến, đây là những lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa trước khi bước vào cuộc khổ hình và sống lại. Những lời cuối bao giờ cũng là những lời thật nhất, chân thành nhất và đậm đà tình cảm nhất. Và điều Chúa mong muốn được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và trong từng thánh lễ chúng ta cũng thấy được lặp lại vào lúc truyền phép: xin cho chúng được nên một. Đây là sức mạnh, là sự sống của giáo hội. Một người cha có mấy đứa con, lúc ông gần nhắm mắt xuôi tay thì ông kêu ba đứa con lại và đưa cho mỗi đứa một cái cây đũa và nói bẻ gãy dễ dàng. Thế rồi sau đó thì ông đưa cho một bó và bảo bẻ gãy thì chẳng ai bẻ được. Và ông nói với con: đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Câu đó không chỉ đúng trong câu truyền dụ ngôn đó, mà trong đời sống tâm hồn của chúng ta. Khi có sự chia rẽ thì tức là không còn nối với Chúa nữa rồi. Ở đâu có chia rẽ thì ở đó có ma quỷ, và chia rẽ là dấu tay của ma quỷ. Vậy thì với những sai trái trong cộng đoàn, trong giáo hội thì sao? Chị em chắc cũng có biết đến cái chuyện của linh mục nửa thật nửa giả Hồ Hữu Hòa. Và đó là một cái mối lo của cả giáo hội Việt Nam. Và ta để ý một chút thì cũng thấy Đức Cha ngoài giáo phận Vinh, Đức Cha Long cũng viết trình về cái chuyện đó, và không có một lời nào để gọi là lên án một ai, kể cả ông cha Hồ Hữu Hòa. Chỉ trình bày sự việc, nó là như vậy, như vậy, như vậy. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy cái sự hiệp nhất nên một, đó là cái dấu hiệu có Chúa ở với chúng ta. Và ở đâu có Chúa thì ở đó mọi việc nó mới thành được. Còn nếu không có Chúa thì tự sức mình, Chúa đã nói các con chẳng làm được gì đâu.
Và Chúa còn nói rằng cái sự hiệp nhất là dấu chứng cho thấy rằng có Chúa hiện diện. Trong lời cầu nguyện ngay từ đầu, Chúa đã nói để mọi người nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Khi mà có sự chia rẽ thì là có xung đột, và trong xung đột chẳng ai đúng cả, ai cũng sai. Lạy Chúa, xin cho chúng con có cái nhìn của Chúa để chúng con thấy rằng mọi người đều là một công cụ trong tay Chúa. Như trong một dàn nhạc, không có cái nào quan trọng, chẳng có cái nào là thứ yếu. Trong một vườn hoa, hoa đẹp và được mọi người coi trọng, nhưng vườn hoa sẽ như thế nào nếu chỉ có hoa mà không có cỏ? Xin cho chúng con sống cho tốt công việc của mình và luôn luôn nối kết với Chúa qua việc nối kết với nhau nên một. Amen.